Trước khi hai đội gặp gỡ nhau ở trận đấu chính thức đầu tiên của cả Bà Rịa Vũng Tàu lẫn Thành phố Hồ Chí Minh thì họ đã từng thi đấu với nhau 3 trận đấu giao hữu. Nguy hiểm, không vào. Như vậy là đáng hoàn thắng mở tỷ số cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Một pha phối hợp tình huống cố định tuyệt vời, và cầu thủ ghi bàn là cầu thủ mang áo số 16 Nguyễn Ngọc Hùng, tiền vệ trái của Bà Rịa Vũng Tàu. Niềm vui của các thủ chủ nhà và rất nhiều những sự phấn khích trên các khán đài. Rất bất ngờ khi mà Bà Rịa Vũng Tàu lại có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Một tình huống phối hợp bài bản, bóng được treo ra phía sau và Ngọc Hùng đã có mặt đúng lúc đúng chỗ, đánh đầu bật đất hiểm hóc, hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đã không thể có được sự phản xạ cũng như là bất cứ một sự can thiệp nào trong pha bóng rất bất ngờ này. Rõ ràng là kết quả khả quan trong các trận đấu giao hữu trước đó đã khiến cho Bà Rịa Vũng Tàu có được sự tự tin nhất định. Văn Giang, nguy hiểm, 2-0, 2-0 cho Bà Rịa Vũng Tàu. Vẫn là một tình huống cố định, vẫn là Văn Giang treo bóng, nhưng lần này là một kịch bản khác, một pha băng cắt rất hay của các cầu thủ chủ nhà. Có vẻ những người ghi bàn là Hải Anh. Hải Anh là một cầu thủ có khả năng không chiến tuyệt vời. Không rõ là Hải Anh hay Bùi Văn Đức. Rất bất ngờ với những gì đã diễn ra. Bà Rịa Vũng Tàu đã chơi rất tốt trong vòng hơn 10 phút vừa qua. Người ghi bàn là Bùi Văn Đức, một hậu vệ biên đã băng lên và thực hiện pha cắt mặt đánh đầu hoàn hảo. Niềm vui đang được diễn ra trên các khán đài của sân đồng Bà Rịa. Hình ảnh rất đẹp từ hội cổ động viên của đội chủ nhà. 11 phút và tỷ số là 2-0. Hai bàn thắng đều được diễn ra từ những tình huống cố định, đều từ những quả phạt và treo bóng chuẩn đến từng cm của Văn Giang, và được tiếp ứng bằng những tình huống chọn vị trí dứt điểm rất tốt bằng đầu của Ngọc Hùng và Bùi Văn Đức. Rất thú vị là cả hai cầu thủ đó đều đến từ hành lang cánh trái của Bà Rịa. Bùi Văn Đức là hậu vệ trái và Ngọc Hùng là tiền vệ trái. Thành phố Hồ Chí Minh là một đội bóng được đánh giá cao trong việc tổ chức chống những tình huống cố định và thực hiện những... Sau trận thua Bà Rịa Vũng Tàu 2-1 ở trận đấu mở màn của Cúp Quốc gia thì chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn đã phải thốt lên rằng Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị vô địch Cúp Quốc gia năm nay. Như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng và người ghi bàn là Công Vượng. Một bàn thắng rất quan trọng đối với Công Vượng và Thành phố Hồ Chí Minh ở một thời điểm mà như tôi đã nhấn mạnh, đây là một thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu. Và Công Vượng đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để nhận quả tạt bóng chính xác của Huy Toàn. Đây là bàn thắng thứ tư của Công Vượng ở mùa giải này. Ba bàn thắng trước đó đều được ghi ở V-League. Tình huống mà Công Vượng đã chọn vị trí và điểm rơi chính xác để có thể hạ gục được thủ môn Thanh Tuấn. Bây giờ thì trận đấu sẽ trở nên rất hay và cực kỳ hấp dẫn. Cầu thủ mang áo số 21 Huỳnh Công Vượng ghi bàn cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Những sự thay đổi người của bên Trung Việt Trung đã mang lại kết quả. Những cầu thủ đã tạo nên bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Thành phố Hồ Chí Minh chính là những cái tên đã được đưa vào sân ở hiệp 2 của trận đấu này. Nguy hiểm. Thanh Tuấn vừa phải đấm bóng. Vẫn là Thanh Tuấn với hai pha đấm bóng liên tục. Nhưng sức ép vẫn chưa qua. Công Vượng. Nguy hiểm. Huy Đàn. 2-0. Những sức ép liên tục của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng bàn thắng cân bằng tỷ số của Huy Toàn. Thanh Tuấn đã phải hai lần dướn hết người để đấm được trái bóng. Nhưng các cầu thủ phòng ngự của Bà Rịa Vũng Tàu cũng không thể cản phá được trái bóng đi quá xa. Để sau đó, những sức ép liên tục của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên cơ hội để Huy Toàn dứt điểm cận thành. Tình huống treo bóng rất khó chịu của Văn Thuận, và cùng với đó là nỗ lực
của Công Vượng để đưa được trái bóng đến vị trí của Huy Toàn. Đúng là những sức ép liên tục của đội khách đã khiến cho hàng phòng ngự Bà Rịa Vũng Tàu không thể đứng vững. Công Vượng đã rất khéo léo và nỗ lực để đưa được trái bóng vào phía trong, và từ một pha phá bóng không dứt khoát của đội chủ nhà. Huy Toàn không được vào. Người đã ấn định tỷ số là Đỗ Văn Thuận từ một cú đá vời. Như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh đã có một màn lội ngược dòng hoàn hảo, từ một đội bóng bị vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau khoảng thời gian bóng lăn là 10 phút, họ đã lội ngược dòng thành công. Cú đá hiểm hóc của Huy Toàn buộc Thanh Tuấn phải đẩy bóng ra, và ở một tư thế thuận lợi, Đỗ Văn Thuận đã vẩy vá ngoài hiểm hóc hạ gục Thanh Tuấn và mang lại bàn thắng thứ 3 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và mang lại lợi thế rất lớn cho đội khách có được chiến thắng ngoạn mục ở trận đấu ngày hôm nay. Một cuộc đấu mà cả hai đội đều đã thi đấu rất hay theo từng thời điểm của trận đấu, và đẳng cấp cũng như là trình độ của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã được thể hiện đúng lúc ở thời gian thi đấu của hiệp 2. Rất tiếc cho các cầu thủ trẻ của huấn viên Trần Minh Chiến, họ đã có một thế trận tuyệt vời và một phong độ ấn tượng ở thời gian thi đấu của hiệp 1, nhưng điều đó đã không còn được duy trì ở quãng thi đấu hiệp 2, và họ đã để cho đối thủ vùng lên một cách mạnh mẽ. Trung Nhân nguy hiểm, rất may là không có cầu thủ áo xanh nào băng vào đệm bóng sau pha căng ngang của Trung Nhân. Lỗi thuộc về Thanh Tuấn. Thanh Tuấn đã phải nhận một chiếc thẻ vàng rồi, và nếu như phải nhận tiếp một chiếc thẻ vàng nữa thì rất có thể Thanh Tuấn sẽ phải rời sân. Không hiểu là vừa rồi chiếc thẻ vàng của Thanh Bình được rút ra cho ai. Như vậy là người phải nhận thẻ vàng là Văn Thái chứ không phải là Thanh Tuấn. Như vậy là trọng tài phạt lỗi đẩy sau của Văn Thái. Một trận đấu mở màn của tứ kết quốc gia quá hay và hấp dẫn, với những diễn biến thay đổi về thế trận cũng như cảm xúc. Một Thành phố Hồ Chí Minh nhập cuộc chậm chạp và hời hợt đã phải trả giá rất đắt bằng hai bàn thua liên tiếp chỉ sau 10 phút bóng lăn. Và trong hiệp đấu đầu tiên, trong 45 phút đầu tiên đó, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là đội bóng chơi tốt, và thậm chí là họ đã có những cơ hội để có thể gia tăng khoảng cách về mặt điểm số. Nhưng sự điều chỉnh của huấn viên Trung Huy Song trong hiệp 2 của trận đấu này đã phát huy tác dụng. Những ngôi sao, những cầu thủ chất lượng vào sân từ băng ghế dự bị như Phi Sơn, như Công Phượng, như Huy Toàn đã thay nhau tỏa sáng và mang lại những bàn thắng quan trọng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy thì trận đấu đã kết thúc và phần thắng thuộc về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội quân của huấn luyện viên Châu Huy Song đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, từ một đội bóng bị dẫn trước 0-2 và gần như là không có cơ hội nào ở hiệp đấu đầu tiên.